Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare crispy fish cooking chili sauce recipe. So now enjoy with us. Nim, cucumber, mint, carrot, chili, and bok choy and fish. Okay, now we start to prepare fish. On an escape. Now let's start to fry fish. Thank you.
some sugar. This skull oil. Skull oil. Skull oil. Sugar. Salt. Fish sauce. Add carrot. Add lamb. Đã này khúc nếm. Lần đón o mồm. Ôi, được thay cho nó nè. Toàn tiết mình đây. Ta sẽ chú đầy hơn. Ôi tâm đồ ơi, gặp sử dụng nè. Chứ ngồi vậy, đã đại đầy không? Tạ ơn mà ơn, mà nhằm. Tạ ơn chạp đàm. Ồ, bởi sạch trái, lực xuống khi nhau mong á. Trong nhằm bà lái cậu bàn, ở cậu bàn, sẽ là dân chua chật. Nhằm bà lái ơi. Nhằm bà lái đại hơi. Ôi tâm đồ nghe. Nè, đã chiên cam tiết nè, ôi. Đã sợ tiết nè. Chứ ngay gặp sử dụng. Lên tầng muộn môn tiết đây. Được không? Đậu sạch không? Khoan sạch đậu. Bột đậu á. Sạch trái. Mù chọc méo. Chưa lụa tật trái dưỡng. Chứng anh nó. Chứng anh gặp sạch đi chứ. Nó như là khoan sạch đậu. Xoam mùi bà lái. Mùi chơi ăn lục vĩnh vậy nè. Xoam bà lái đi. Bầm chứa sạch. Sebenarnya jauh sah? Ya. Asal, ngan sah. Kecap ni. Kian dek tahu mungkin stop lagi. Kian dek kian. Kau tengok. Tức phải hai lời ông.
Tao mau heo thầy mua chết đó nhỉ nhỉ buôn nè buôn nè chết nó sắp ra giờ có bật hắn đi tao